Không cho cái cửa nào nữa, hết lắp cái cửa lại. Như là Phật. Cảm ơn đại chúng, giờ này xin các vị hướng vòng về trước bàn Phật để chúng ta bắt đầu cho buổi tụng kinh thị sa nguyện hạ tối nay. Như là Phật. Anh cày lát nữa thì có thể làm tiếp tục, giờ chúng ta tạm ngưng thêm một số vị phụ trách thôi, một hai vị cử đại diện phụ trách thôi, tất cả số còn lại chúng ta hướng vọng về trước Phật đài để tiếp tục trì tụng kinh thị sa, thị sa năm như này thôi. Cung thỉnh đại chúng được sang trang 101
Yeah.
Nam mô Tế Lô Đà La.
Không
ma thì không quán một bỏ bài lập thanh chẳng có bài lập nơi trái thân nhân là trái kia giới có bài thân giáo chắc rằng chưa đừng và vô số mong từ giờ luôn luôn chưa tốt về gia về rằng của hôm này đừng có tham mong một khen cho từng tội nhân này trong hại nhân đi nhân thiên của tôi nhân đang đâu làm cả hai đứa địa đẹp thắng xuống đường điều kiện thành những chim chúa sơn.